anh chưa bao giờ gặp người con gái nào giống như em. Và anh nghĩ suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ gặp được người nào như em nữa. Anh mừng đâu? Tiền ngẫu vậy? Bỏ vào. À, anh chị thấy đám cưới này độc lạ đúng không? Ý tưởng này là do con của em đó. Dạ, xin mời vào. Giỏi vậy? Xin mời vào. Sướng một nhé. Sao rồi? Ổn không? Không ổn lắm. Hồi hộp quá. Lát nữa mà ta làm gì bậy bạ chắc cầm bả dục ta xuống sông luôn quá. Anh chưa hết nói tầm bậy tầm bạ không? Không có sao hết. Hít thở sâu vô. Đây. Ây da, mình xiết cổ tao mày. Hôm nay là ngày mà anh trông đợi nhất cuộc đời mà, đúng không? Đúng rồi. Tin lên. Đúng rồi. Không sao đâu. Thì đúng là ngày trông đợi nhất mới hồi hộp đó. Thì biết rồi, hít thở sâu vô, không có vấn đề gì đâu. Thì thời nơi danh chốn nào chỉ có những tâm hồn đẹp rực rỡ khát khao. Làm vợ anh nha, anh xin lỗi em.